không quá khó để tìm thấy các hội nhóm tài khoản mời chào làm giấy tờ nhanh, trọn gói, hỗ trợ chứng chỉ y dược trên mạng xã hội. Chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, các đối tượng khẳng định sẽ làm được chứng chỉ hành nghề cho khách hàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, giá cả cạnh tranh và không phải đặt cọc. Sử dụng một chứng minh nhân dân đã hết hạn, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đặt hàng hai tài khoản trên mạng xã hội Facebook làm chứng chỉ hành nghề bác sĩ da liễu và bác sĩ y học cổ truyền. Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, phóng viên được một bên báo giá 2 triệu đồng, một bên báo giá 1,8 triệu đồng. Hai ngày sau lịch hẹn, một số điện thoại gọi đến tự xưng là người giao hàng chứng chỉ hành nghề, địa điểm nhận là cổng số 1 Bệnh viện Từ Dũ. Người giao hàng cảnh giác và sốt ruột yêu cầu giao dịch nhanh để còn giao hàng cho khách hàng khác. Giấy chứng chỉ hành nghề mà phóng viên nhận được là một giấy chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh có số 005-173/HCM-CCHN. Văn bằng chuyên môn là y học cổ truyền, được một nguyên lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ký tên và đóng dấu cấp ngày 25 tháng 9 năm 2020. Chứng chỉ có giá 2 triệu đồng này được thực hiện mà phóng viên không cần cung cấp văn bằng, chỉ cần gửi thông tin cá nhân và một tấm hình. Qua rà soát với kho lưu trữ chứng chỉ hành nghề của ngành y tế, phóng viên nhận thấy giống như thật khi so sánh đối chiếu với chứng chỉ hành nghề thật do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp cùng năm. Để tạo niềm tin với người mua, đối tượng còn làm sao y hai bản công chứng được ký bởi ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13, quận Tân Bình vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 và tặng miễn phí. Tuy nhiên, qua xác thực bản sao y chứng thực có con dấu do ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh ký vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 mà phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cung cấp. Ông Võ Văn Hưởng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân phường 13, quận Tân Bình cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường hiện tại là ông Nguyễn Khắc Nguyên, không phải ông Nguyễn Văn Thanh như bản sao y chứng thực mà phóng viên đưa ra. Bản gốc chứng chỉ hành nghề là giả và bản sao y công chứng cũng là giả và không phải do phường chứng thực. Ông Võ Văn Hưởng khẳng định và cho biết, phường thường xuyên gặp các trường hợp mang văn bằng chứng chỉ giả đến công chứng, nhưng việc phát hiện rất khó và chỉ có những người vững về chuyên môn nghiệp vụ mới có thể phát hiện. Đem văn bằng giả liên hệ một số văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để sao y, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ngạc nhiên khi thấy tất cả đều được thực hiện nhanh và thành công. Lý giải vấn đề này, đại diện một phòng công chứng trên địa bàn quận Tân Bình cho rằng hiện không có thiết bị để phân biệt, nhận biết bằng cấp giả hay thật. Khi sao y bản chính, công chứng các giấy tờ liên quan, nhân viên chỉ kiểm tra bằng cảm quan và kinh nghiệm. Nếu văn bản, giấy tờ không có dấu hiệu giả sẽ được chứng nhận bình thường. Muốn kiểm tra, chỉ xác minh ở nơi cấp mới biết. Chứng chỉ hành nghề y dược là văn bằng bắt buộc của một bác sĩ hay dược sĩ hành nghề và được quản lý bởi các cơ quan chuyên môn. Để được cấp chứng chỉ hành nghề, người học phải trải qua thời gian đào tạo khắt khe với quy trình thủ tục chặt chẽ. Theo quy định tại khoản 3 điều 16 Nghị định 138/2013/NĐ-CP, thì hành vi mua bán sử dụng văn bằng chứng chỉ giả sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Ngày 11 tháng 9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 94 bị cáo trong vụ băng áo cam hỗn chiến xảy ra tại quán Ốc Hương, quận Bình Tân. Trong đó, Mai Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1996, ngụ Bình Tân và 17 bị cáo bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Hồ Chí Linh, sinh năm 1993, ngụ Kiên Giang và 73 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Phạm Anh Kiệt, sinh năm 2004, Đào Minh Thiện, sinh năm 2004, Lê Tuấn Kiệt, sinh năm 2005, bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, tối ngày 5 tháng 6 năm 2020, nhóm của Xuân Thành đã chuẩn bị hai xe ba gác chở hung khí cùng đồng phục áo màu cam để dễ nhận diện người trong nhóm, rồi kéo đến quán Ốc Hương, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, tập trung gây náo loạn cả đoạn đường. Lúc này, anh Lâm Thành Long đang ngồi ăn trong quán, cầm điện thoại lên nghe, thì nhóm áo cam tưởng anh Long quay phim nên xông vào chém anh này gây thương tích 35%. Cùng thời điểm này, nhóm của Hồ Chí Linh tụ tập đông người, cầm hung khí, chạy xe gây náo loạn để thị uy và tìm nhóm của Xuân Thành thanh toán, nhưng trên đường đi thì bị cảnh sát trấn áp. Dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày 14 tháng 9.
báo cáo tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2022 vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội. Theo báo cáo, tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 17,5 triệu người, chiếm 38,01% lực lượng lao động trong độ tuổi. Cũng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 8.560,9 tỷ đồng, tăng 121,1 tỷ đồng so với năm 2021, tương đương mức tăng 1,44%. Lãi phạt chậm đóng là 3.438,3 tỷ đồng, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước chậm đóng bảo hiểm xã hội là 790,3 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2021, chiếm 9,23% tổng số tiền chậm đóng. Khu vực doanh nghiệp FDI, tổ chức nước ngoài chậm đóng bảo hiểm xã hội là 663,1 tỷ đồng, giảm 9,83% so với năm 2021, chiếm 7,75% tổng số tiền chậm đóng. Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh chậm đóng bảo hiểm xã hội là 6.890,3 tỷ đồng, tăng 3,66% so với năm 2021, chiếm 80,49% tổng số tiền chậm đóng. Như vậy, trong năm 2022, tình hình chậm đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục gia tăng, trong đó việc chậm đóng bảo hiểm xã hội chủ yếu diễn ra ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chiếm hơn 80% tổng số tiền chậm đóng. Liên quan vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp khiến hai trẻ em tử vong, trưa ngày 11 tháng 9, Công an quận Gò Vấp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Công an xác định căn nhà xảy ra cháy ở đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp. Hai nạn nhân tử vong là bé gái 10 tuổi và bé trai 6 tuổi. Bước đầu, căn nhà trên do vợ chồng ông B, 33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, là cha mẹ của hai cháu bé tử vong, thuê làm nơi ở từ năm 2019 tới nay. Khoảng 2 giờ cùng ngày, vợ chồng ông B khóa trái cửa để hai con ngủ tại nhà. Sau đó cả hai đi tới chợ đầu mối Bình Điền để lấy hải sản về bán lại. Khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày thì căn nhà xảy ra cháy. Lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết, khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà khoảng 18m2, gồm tầng trệt 10m2 và gác lửng 8m2. Sàn gác trong nhà đã sụp đổ, điện khu vực chưa cúp, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình như quần áo, thiết bị điện, thùng xốp đựng hải sản. Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, tối ngày 10 tháng 9, tại bãi phế liệu rộng khoảng 400m2, nằm sát quốc lộ 1A của ông Nguyễn Khắc Trọng, sinh năm 1954 ở thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, bất ngờ bị bốc cháy. Do bãi phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Bình điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Đến 2 giờ ngày 11 tháng 9, đám cháy đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.